Cảm ơn quý vị vận diễn màn hình. Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 2 của cuộc phỏng vấn anh Bobby Lý để tìm hiểu về bảo hiểm y tế. À, kính chào chúng tôi, à, xin được trở lại với phần 2 và xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị. À, để tiếp tục trong phần 2 của vấn đề mà tìm hiểu về vấn đề um, Obamacare, Affordable Care Act, thì anh Bảo có thể phân tích là hiện nay cái những thay đổi nó như thế nào rồi chúng ta bị phạt ra sao và khi mà khai thuế đó thì có thể dùng được một số những cái tài liệu mà chúng ta có trong những đề chi dùng bảo hiểm sức khỏe để mà khai thuế hay không Dạ. Yeah. Um, thì trước hết là như năm vừa rồi nếu mình mình không có bảo hiểm đó, thì mình sẽ bị phạt 2.5% của cái gross income của mình. Nhưng năm nay đó thì cái luật đó họ thay đổi rồi. Dù mình không có bảo hiểm mình không bị phạt nữa đó à, mà à, trong lúc mà mình làm Obamacare đó quý vị phải chú ý là quý vị khai tiền à, trong hồ sơ sau là cuối năm phải khai, khai thuế gì hết vậy nha tại vì nếu mà nó không giống thì à, à, cái chương trình họ có quyền đòi tiền lại tại cái chương trình Obamacare đó nó chỉ là cái chương trình cho tiền mình để mình mua bảo hiểm thôi mà IRS là cái department mà coi cái chương trình đó nên vậy cuối năm họ coi cái giấy thuế của mình với coi cái cái đơn của mình đầu năm nó phải match với nhau không có match với nhau đó, thì cái chương trình nó đã sắp đặt hết rồi thì họ có thể cho mình thêm tiền hay lấy tiền lại đó nên vậy quý vị trong lúc làm Obamacare đó, phải cẩn thận mấy cái vấn đề đó nhưng mà trường hợp mà chúng ta có thêm income có thêm lợi tức thì phải trả tiền lại. Dạ đúng. Tại vì cái chương trình nó sẽ họ sắp đặt hết rồi mà nếu mà trong cái trong năm á mình có sự thay đổi gì hay là mình nghĩ là mình làm thêm tiền đó mình phải khai liền. tới lúc mình khai đó thì nó sẽ thay đổi cái tiền tax credit họ cho mình rồi cuối năm mình không có cần trả giống như có uh, uh, mà nếu mà mình không làm những cái update đó đó mà cuối năm ví dụ mình đầu năm mình khai 30.000 ngàn cuối năm mình làm 50.000 ngàn thì họ nói đối với 50.000 ngàn đó thì uh, chính phủ chỉ cho cái số tiền ít hơn nên vậy cuối năm là mình phải trả trong cái tiền thuế của mình. Nhưng mà theo anh bảo thì hiện nay cái vấn đề mà Obamacare đó người ta apply của người ta xin nó có khác với những năm về trước hay không? Tại vì vấn đề luật lệ cũng thay đổi. Yeah, thật sự là cái cách mà xin Obamacare nó họ không thay không có thay đổi chỗ nào hết. À, nhưng mà nó họ chỉ thay đổi là mỗi năm cái tiền minimum income nó lên. À, thì bây giờ với tiểu bang họ có cái Medicaid expansion hay không thì mấy cái đó quý vị phải chú ý tại giống như Virginia năm nay họ có cái Medicaid expansion thì mọi người họ tưởng là tôi là single cô tôi làm 12.000 140 đồng là đủ rồi nhưng mà thật sự nó lên tới 16.775. Đó, đó, nên vậy bây giờ họ không có thể vô xin được Obamacare nhưng họ xin được Medicaid Tức là họ dưới cái 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 mức mà yeah. đòi hỏi về vấn đề lợi tức của cá nhân đó. Yeah, đúng. Tức là cái vấn đề mà Obamacare cũng có một cái chỗ để mà chúng ta thoát được. Yeah. Tức là không phải bị bế tắc nhưng yeah. mà trường hợp không xin được của tiểu bang mà cũng không được xin được obamacare thì mình phải bắt buộc phải mua những cái bảo hiểm khác à, thì thật sự nếu mà mình không xin được obamacare hay là không có Medicaid thì mình phải mua cái giá thị trường à, mà phải nhớ quý vị phải nhớ là năm nay á, mình không có bảo hiểm mình cũng không có bị phạt nên nếu mà không không mua cũng không sao nhưng mà trường hợp mình vào bệnh viện thì sao thì vô, vô bệnh viện thì mình phải trả tiền mặt nếu mình không có bảo hiểm trả tiền mặt có nghĩa là phải trả dùng chính tiền của mình để mình trả dạ đúng chứ không có được cái thì bây giờ nói thật sự đó nước mỹ này đó mình vô nhà thương thì họ phải khám cho mình nhưng mà nếu mà mình không có tiền trong nhà băng mình không có tiền trả họ cũng có nhiều hội lo cho mình mà nếu không á, thì mình có thể trả tiền mặt nhưng mà thí dụ trả ba chục trăm bốn phần trăm nhà thương họ cũng sẽ nhận hết À, tại vì nếu mà mình không có tiền họ biết nó họ kéo dài 30 năm chưa chắc gì trả hết cái bill đó Tại vì tiền nhà thương không có tiền lời Thứ nhất, thứ nhì là mình có thể trả 2-30 chục tháng họ cũng phải nhận thôi Tức dạ. là tức là họ trả minimum, nghĩa là dạ. mình có thiện chí thôi Dạ đúng, nên vậy nếu mà mình trả tiền mặt một, một cái lâm xâm thì có thể họ sẽ nhận hết Nhưng mà nhìn chung cái bảo hiểm của Hoa Kỳ hiện nay rất là mắc dạ yeah. anh bảo có một cái ghi nhận gì về các hãng bảo hiểm trung bình người ta sẽ đóng bao nhiêu nó, cho những người có income mà yeah. uh, nó nó không có được cái đúng cái mức của Obama mà cũng không được Medicare thì yeah. theo anh anh có thể estimate cái có nghĩa là giá nó như thế nào Yeah, thật sự đó, cái bảo hiểm nó mắc hay không là cũng tùy theo cái dùng mà tùy theo cái chương trình nữa. Nhưng mà quan trọng nhất là hồi trước mình mua bảo hiểm đó, nó kêu là alacard là coi như là mình có bầu, mình hút thuốc hay là mình có bệnh mình phải trả thêm tiền hay là họ có thể deny. Nhưng mà bây giờ đó thì bảo hiểm nó bao hết từ trên xuống dưới hết vì lý do đó là nó mắc hơn nhưng cũng quý vị cũng phải nhớ là uh, uh, tổng thống uh, trump mà uh, cái uh, chính phủ họ cũng rút một cái số tiền ra rồi trong cái cái fan của Obamacare nên vậy bây giờ không có nhiều hãng bảo hiểm uh, có thể bán cái mấy cái chương trình đó nữa uh, tại vì họ không có cái phân tiền đó nên vậy uh, quý vị thấy nhiều khi cái giá cả họ lên rất cao thí dụ cái dùng này đi Năm giờ rồi đó 90% khách họ từ mấy hãng khác họ nhảy qua bên Kaiser hết mà bây giờ Kaiser họ bắt buộc năm nay phải lên giá tại vì cái cost of doing business họ lên rất là nhiều tại một năm mà 90% khách Chạy qua họ hết nên vậy quý vị thấy cái giá của họ bây giờ năm gì rồi mình trả hai chục năm nay mình phải trả hàng trăm là vì cái cost of doing business của họ rất là cao mà bây giờ đó quý vị chọn cái chương trình của một cái hãng khác nó rất là rẻ nhưng phải cẩn thận nha tại vì nhiều khi cái chương trình đó nó là EPO là nó kêu exclusive nên vậy chỉ có vài bác sĩ nhận thôi à, mình phải coi coi nó là HMO là PPO thì nó cũng network nó lớn hơn đó nên vậy nhiều người họ thấy cái chương trình rẻ họ nghĩ là ok nó ok nhưng mà quý vị phải coi những cái chi tiết đó nha tức là tức là khi mà chúng ta đi mua bảo hiểm thì chúng ta phải coi những cái option của nó dạ đúng răng mắt Dạ. Rồi có những người có bệnh kinh niên và dạ, dạ. nên vậy nhiều khi cái chương trình nó mắc hơn nhưng mà cái network nó lớn hơn mình cũng nên chọn hay là cái, cái nó mắc hơn chút xíu mà, mà cái deductible nó thấp. À, còn hơn là lỡ có chuyện gì cái mình phải bỏ ra mười mấy ngàn. Nhưng nên... mà thường thường trung bình một gia đình như vậy đó nếu mà có ba bốn người trong gia đình đó thì nếu mà chúng ta không được uh, Obamacare, không được Medicaid thì với một cái income khoảng chừng 50 ngàn một năm thì cái tiền bảo hiểm nó rất là nặng rất là nặng rất là cao tại vì uh, bất cứ tiểu bang nào cũng vậy uh, bảo hiểm nó phải cao là tại mấy hãng bảo hiểm họ bao rất họ bao từ trên xuống dưới hết cái bất cứ họ mình bị bệnh họ vẫn bao mà quý vị phải nhớ từ lúc mà Affordable Care Act ra đó họ đã chèm kế uh, coi như là uh, uh, bắt buộc những mấy đoán, uh, hãng bảo hiểm chỉ lời được hai phần trăm thôi họ không có lời hơn nữa nếu họ lời hơn họ phải bỏ cái tiền đó vô cái cái, cái medical uh, trong cái system nó, à, cái, nó đó gây... cái đó là cái mới mới biết Dạ, dạ cái full care act là cái nó kêu là cái uh, ratio uh, loss là coi như hãng bảo hiểm nó chỉ có quyền lợi hai phần trăm thôi tức là, mình ừ. là coi dù mình có đóng rẻ hay đóng mắc gì không đó yeah. nhưng mà cái service của nó sẽ trừ đi đất ra yeah. rồi, tức là cuối cùng thì nó sẽ cũng bỏ chương trình à, obamacare dạ đúng yeah. dạ, dạ. À, kính thưa vị chương trình mà tìm hiểu về vấn đề obamacare À, vấn đề và bảo hiểm y tế của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng. Nhưng mà anh Bảo có nhắc rằng là cái ngày 7 đây tháng 12 là yeah. cái ngày cuối cùng của Medicaid. Medicare. Medicare Medicare yeah. và cái ngày 15 lăm tháng 12 là cái ngày cuối cùng của Obamacare Obamacare individual health also yeah. tức là tất cả những cái chương trình bảo hiểm thì chỉ có hai ngày đó là chúng ta phải cần biết yeah, đúng. và phải có một số giấy tờ cần thiết để mà khi chúng ta đi gặp những người mà giúp cho chúng ta yeah. 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 À, kính thưa vị uh, chương trình uh, chúng tôi và anh uh, lý thanh phê bảo đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin được cảm ơn ông chủ tịch cộng đồng của người việt vùng thủ đô hoàng tùng đúng yeah. đã cho những cái tin tức rất là hữu ích dạ yeah, cảm ơn dạ uh, yeah, cảm ơn quý vị